tất cả phải học hỏi ngoại. Ngoại là một người rất tiết kiệm. Đấy, thấy không? Ngoại rất tiết kiệm luôn. Đó, đâu, chỉ cần một chút xíu nữa. Đó, tại công cộng là có thể theo bình nước liền. Ngoại rất tuyệt vời, rất đáng để học hỏi. Không phải là mình... Sao lại không phải? Gì? Cái này đúng rồi đó, nhưng mà muốn lên bằng ngoại mà mua. Mua rửa ngoại của bình chứ. Là sao? Ngoại đã từng xài một nửa ký tiền. Đấy, tiền ngoại nhiều lắm, bằng phải. Sao mà không dắt ra cái bụng á? Giống như cái ruột. Thấy không? Tiền cắt mà vẫn còn nguyên luôn á mấy bạn. Vậy mà có một ngày lộ kiến nhỏ đổ lên vừa ký tiền ngày mua được ba ly cà phê 28 đồng đúng không? 28 đồng. Nhau tiền cắt mà mang theo 28 đồng thì nó nặng như thế nào? Nên mới lên ngoài mà đi mua đồ ngoài kia, kia nó cứ thối lại cho ngoài mà đóng tiền vô, khổ lắm. Họ nói gì chả hiểu. Ôi, quyết hơn hết là mình cứ làm một cái gì mình biết nhá. Nước tự đi rót, tự uống. Nên máy bay muốn xin một đi nước có đâu. Ở đây nha, đặc biệt nha các bạn, khi mà các bạn bay nội địa ở các nước thì mới bay từ từ bang này qua từ bang kia, nên máy bay nó không cho ăn uống gì cả. Nên máy bay nó không cho ăn uống gì cả. Cho chứ. Tao ngủ mẹ nó rồi, mày hiểu chưa? Cho, không cho. Không, đợi nó cho được cái đi nước thì nó khác chết khác, mày hiểu không? Nó quyết định là tao nó để sẵn. Tao hết tao uống, uống xong tao đi ngủ. Thấy không, đời sống ở ngoài rất căn cơ, căn bản, hay lắm. Nước phải rót tới tận vòi, mang cái bình không theo thôi. Đấy, thử hỏi thế. Đố đâu? Các bạn, trên thế gian này ai giàu bằng ngoại? Ngoại. Ai giàu bằng ngoại? Đâu, nói như vậy là sai. Yeah. Từ cái lúc mà đi từ Cali mà quay bên Canada, là từ bên nước Mỹ. Ngoài mà có ba Canada thì ngoài đã từng phải bỏ tiền ra mua một cái chai nước ngọt, đỡ chai trên nước suối này, ở đâu có. Thế này, một lần chai. Thôi lấy cái chai đúng không? Đúng. Ngoại hay lắm, đây là điều rất đáng học hỏi. Trời ơi, con học hoài không được đó ngoại ơi. Con này con phí lắm, con xài thì nó phí thả. Thế con đang học hỏi ngoại đi. Phải học đi. Phải học chứ, học tiết kiệm chứ. Bây giờ lớn rồi. Thế làm sao con mang cái can theo? Không. Nó có bán mấy cái bình này 2 nít. Đây là đội chiến binh của mình đây. Đấy, đội chiến binh, tụi này giàu lắm. Nó uống toàn xa bớt. Sao vậy? Tao nói lộn. Starbuck. Gì Starbuck trời? Starbuck. À, Starbuck. Buck. Tao quên được gọi là xe bớt. Starbuck. Starbuck. Có chữ cờ nữa, ca nữa. Kể mẹ nó khỏi tóm là cà phê ngoại. Mày nói đi nè. Tóm lại là nó uống toàn cà phê ngoại thôi. Còn ngoài đây á, mà đêm đây, đây. Phải học. Phải học. Đây. Đây là cái gì? Mà phải nói ngay. Cái giỏ này ai cũng nghĩ là giàu có thì không. Không gì cả. Đây là cái để mà gối để chúng ta ngủ. Mà cái hộp cũng để làm gì không? Nhá. Làm gì? Úp xuống. Đầy ở trên máy bay. Được giày mà để ở trên máy bay, mà giày này nó mắc tiền, sợ ăn cắp, thế là để như thế này. Trời ơi trời. Thế là mình gạt chân lên, vì sao chân ngoại ngắn? Vì sao ngoại, vì sao chân ngoại, sao chân ngoại có 1m6 thôi mà tính được cả người. Gạt khó chân như không tới. Mà lớn tuổi bị khớp. Mà đi với bạn bè bao nhiêu tiếng đồng hồ chứ đâu có nổi. Thế là ngoài phải đem cái hộp này, vừa cất giày này, vừa cắt chân. Trời ơi, chắc đi chết. Thì ra cái hộp đó để ôm giày. Đúng mà ngoài. Trời ơi, chết mất. Ngày phát hiện ra được rồi, tiêu rồi. Trời ơi, nhớ mua sao cái ghế. À, sẽ mua cái ghế. Anh như anh Quang Linh. Ông Quang Linh đã mua ghế hay lắm, thông minh lắm, ghế xếp bỏ ống vỏ và tặng cho một số những người có kích cỡ như Quang Linh rồi. Các bạn biết sao không? Khi mà các bạn đi đi ở ngoài mà nó bay mười mấy tiếng mà nằm cái chân mình mua tới với một cái đông đưa mà nó mỏi lắm. Không có muốn ngon.
khó này ra cũng phải ăn một cái tên bình thẻ rồi. À cái hộp này là hay như vậy à, công dụng hay quá nhỉ. Nửa cái hộp thôi à? Đâu có. Thì nửa cái hộp thôi mà. Lại không biết gì nữa. Hay nữa này. Hai cái. Để như thế này mỏi quá bên trong. Trời ơi, chắc con chết ngoài rồi. Chết mất cơ. Thế là nó cao. À thì ra là vậy. Còn nếu mà để mà hồi mà lấy như quán, còn nếu mà mình chúng ta để như thế này thì nó chắc. Đấy. Rất chắc đấy. Học nhá. Học ngoại đấy. Nghe nữa, đi qua hải quan nó không xét hỏi gì cả. Lấy ghế nó sợ bằng thép, bằng sắt đấy, nó bắt. Không, không hỏi. Không bắt đâu, hay. Như vậy chẳng ai hỏi, còn mà thấy nghèo khổ lên trong quá quá. Cái này là người ta có đem nước tới đàng hoàng nha. Nhưng ngoại ngủ. Nó không cho anh uống gì cả. Luôn luôn ngủ. Luôn luôn ngủ thì người ta phát nước. Đổ thừa. Bằng chứng rõ ràng nha. Ngủ một giấc dài vẫn còn ngủ nữa. Cái hộp đã xài xong rồi nè. Vào đây rồi. Nãy đã gác lên rồi đấy. Sợ là mình có thể được nước này. Mua bánh kẹo. Có thể được bán kiếm ít thu nhập. Em muốn giống như mấy nhỏ mà ta đã